Vâng, hôm nay em Giang lại quay trở lại giới thiệu cho các bác tất cả các dòng hàng em nhé. Hàng em về rất nhiều, hàng Nhật, Mỹ, Đức, đầy đủ các linh kiện, phụ kiện, đồ dùng gia đình nhé. Đấy, sau đây em đi vào giới thiệu chi tiết từng sản phẩm cho các bác nhé. Rồi, đầu tiên là em đi giới thiệu cho các bác cái bộ dao đây. Cái dòng dao này là dao của Đức nha các bác nhá. Đây, con đầu tiên là con chặt này. Đấy, con dao này là dao của Nhật nhá. Con dao gót bồ nhá, gót bồ của Nhật. Con này em bán, em công khai giá luôn ở trên video để cho các bác. Chí vào đây. Đây, con này là con dao gót bồ của Nhật nha các bác nhá. Đấy, tất cả. Rồi. Đây, em đi giới thiệu đây. Tổng bộ này, con dao gót bồ này nó là có 3 con nhá các bác nhá. Đây, con này đầu tiên là con chặt này. Và tiếp theo nó là con thái này. Và con thứ ba là con gọt này. Đấy, nếu các bác mua chọn bộ này là 650.000 một bộ. Nhưng nếu mà các bác mua lẻ này, em bán cũng lẻ này. Con chặt này là 380k một cái này. Còn con thái này là 220k này. Và con gọt này là 90k. Đấy. Tùy theo nhu cầu sử dụng của các bác có thể mua cả bộ hoặc mua theo từng con, em đều bán lẻ hết. Dao này thì các bác yên tâm về chất lượng luôn, hàng của Nhật này, sắc. Hàng sáng bóng, thép inox 304 này. Thân liền này, cán liền với dao này. Rất là chắc chắn và sạch sẽ nhé các bác nhá. Rất là tiện dụng luôn. Và trên tay cầm này, người ta sẽ khắc nhám như này để cho mình cầm để tránh cái độ trơn trượt này. Và cái thẩm mỹ của nó cũng rất là đẹp nhá. Đây, sau em đi test thử cho các bác xem giấy nhá. Đây, giấy này. Giấy này. Giấy nhá, em đi xem, em sẽ test thử giấy cho các bác. Đây, rất là sắc luôn. Đấy, ngọt như mía luôn. Đấy. Cái độ sắc nó rất là bén. Bạn Zalo gửi hình ảnh để được tư vấn trực tiếp nhá. Dạ vâng. Rồi, tiếp theo em đi giới thiệu cho các bác là cái sản phẩm tiếp theo là cái tăng đơ nhá. Tăng đơ hớt tóc này các bác này, thương hiệu là Đa Linh nha. Đây, khi bác nhận hàng là hộp còn mới nguyên như này nhá. Đây, tất cả các mặt hàng nhà em là của Nhật, Mỹ, Đức, cũng có một số hàng của Việt Nam. Đấy, và hàng này là em mua tồn kho ở các siêu thị về. Đấy, các siêu thị ở trên cho thanh lý về nên hàng còn rất là hàng là hàng mới nhá. Đây, các bác quan sát này, trong này. Đây, tăng đơ này, đây. Đây, hàng này rất là tiện nhá. Thân là thân đồng luôn. Đấy, đồng luôn. Đây. Cái này thì các bác sử dụng là nó sẽ sạc pin nhá. Sạc pin và nó có củ sạc, cắm sạc pin nhá. Có dây sạc đi kèm, dây là dây sạc điện thoại, còn cái củ là các bác về các bác kết nối với cái củ điện thoại nhà mình. Đấy, hàng tất cả các dây sạc có đế. Đây nhá, các bác quan sát này. Đây, đây là pin này, pin này. Đây còn đế này là đế sạc này. Đây, đây là cái đế sạc của cái tăng đơ nha các bác nhá. Đấy, khi là các bác dùng xong thì các bác tháo pin ra hộ em. Đây, các bác sẽ xoáy cái đuôi này. Đây, và nắp pin vào đây nha. Đấy, khi mà mình cắt tóc xong thì mình pin nó hết thì các bác sẽ... Đây là cái đế sạc này. Và các bác kéo cái này ra này. Và nắp pin vào đây. Đấy là xong, là sạc pin. Đây, có đầu kết nối này. Cái này thì các bác sẽ cắm vào cái củ nguồn điện thoại của nhà mình ý. Bây giờ gia đình nào cũng sử dụng điện thoại đấy thì cái này sẽ kết nối cùng với cái đầu điện thoại của gia đình nhà mình nhá. Đấy, hàng này là rất là dùng rất là bền này, an toàn này. Cái này nó sẽ không ăn da này, không ăn thịt này. Đấy, dùng cho trẻ con, người già rất tiện dụng luôn. Đấy, khi nhà ví dụ nhà mình có những cụ già mà ốm đau không đi lại được ấy thì chúng ta sẽ sử dụng cái này, tiện lợi, không phải ra hàng ra quán, mình có thể sử dụng cắt tóc cho các cụ rất là tiện nhá. Đấy, rất là tiện hiện đại này, các bác nhìn này, máy này. Tất cả là thân bằng đồng luôn này. Đấy. Và giá em công khai trên video là 280.000 một cái nha các bác nhá. 280.000 một cái. Dạ vâng. Đây các bác quan sát nhá. 280.000 một cái. Đấy. Mua hàng nhà em thì các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha các bác nhá. Các bác yên tâm về chất lượng. Hàng em sẽ bảo hành cho các bác trong vòng 1 năm. Có vấn gì, đề gì sẽ đổi mới cho các bác nhá. Đấy, đây là tông đơ này. Đấy. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Và tiếp theo em sẽ đi giới thiệu đây. Hộp đây. Tiếp theo em sẽ giới thiệu cho các bác cái dòng sản phẩm tiếp là cái cạo râu. Đây, dòng cạo râu của Windows. Các bác quan sát này, khi đập hộp ra này. Đây nha. Đấy. Cái này thì rất là tiện cho các anh. Những cái anh nhiều râu này, râu quai nón các thứ thì sử dụng cái này là rất là sạch luôn. Đấy. Cái này thì nó có nó sẽ sử dụng là sạc pin nhá.
dưới nó sẽ có ổ cắm này, đây chân chân cắm đây, các bác quan sát này, các bác đẩy ra như cái dòng như những cái vật muỗi hay các thứ của gia đình mình vẫn dùng ấy, đẩy ra và các bác sạc pin đấy, các bác sạc pin vào để sử dụng nhá. Và cái lưỡi này nó rất là sạch này, nó đi nó rất là sạch dâu này đấy, cạo dâu này rất là sạch nhá. Đây các bác quan sát này, tất cả ngoài là thép 304 này đấy, đây công tắc bật này đấy, cạo dâu dâu rất là sạch đây, rất là sạch và an toàn nhá, không như mình sử dụng những cái lưỡi dao bình thường nó có thể ăn vào da và thịt chảy máu, nhưng cái này không bao giờ ăn vào da và thịt chảy máu luôn đấy, và dùng rất là bền vì mình là sạc pin. Và em bán thì em bán kèm theo cả lưỡi cạo, em bán cả rời lưỡi này, bác nào có nhu cầu mua thêm lưỡi để thay thế thì em sẽ bán là 30.000 một bộ lưỡi, và cái tăng đơ này là cái cạo dâu này là em bán là giá 150.000 nhá. Tất cả các sản phẩm em công khai giá ở trên video nên các bác yên tâm về cái giá cả, không phải lo về giá cả nhé các bác nhá. Đây, đây lưỡi lưỡi là em bán theo cặp này, một màng một lưỡi, một màng một lưỡi là 30.000 một bộ nhá. Cái này thì em chỉ gọi là bán thêm để phục vụ các bác thôi đấy, bác nào có nhu cầu mua thêm thì đặt thêm bộ lưỡi này để mình dùng đấy. Mỗi một bộ lưỡi này mình có thể sử dụng được một năm nha các bác nhá, nên các bác yên tâm, một năm thay thế là quá là rẻ mà dùng rất là an toàn luôn đấy. Rồi tiếp theo là em đi giới thiệu cho các bác cái thước đo 6 đoạn cắt lỗ gạch này. Đây đây, cái này thì anh em nào chế cháo hoặc anh em xây dựng thì mình có thể sử dụng cái thước cắt lỗ gạch men này. Đây nha các bác nhá. Đây. Đấy, thước cắt lỗ gạch men hoặc thước khúc 6 đoạn. Ví dụ rích rắc mình cần làm những cái gì chế cháo hoặc là anh em ốp lát thì đo gạch men những đến những cái gấp khúc hoặc là cái rích rắc thì mình sẽ sử dụng cái thước này, nó có 6 đoạn này. Cắt gạch, đánh dấu gạch là rất là tiện dụng và nhanh nhá, an toàn nhá. Đây. Chất liệu là hợp kim nhôm cao cấp nhá. Đấy. Tất cả các đinh nhôm và hợp kim nhôm này. Chữ thì chữ và centi này được khắc chìm nhá, nên các bác không lo là mất số hay mất vạch dấu đâu. Nên là các bác dùng rất là an toàn đây. Lỗ thì có 3 lỗ tất cả, tùy theo kích thước của ống nước đấy. Cái này thì em bán là 150.000 một cái nhá các bác nhá. 150.000 một cái. Tất cả các sản phẩm em đều công khai giá nhá. Đấy. Nên các bác yên tâm. Tiếp theo là một cái kìm cắt tôn. Kìm cắt tôn thương hiệu Kabushi của Nhật nha các bác nhá. Đấy, kéo cắt tôn nha các bác nhá. Đây là kéo cắt tôn này, thương hiệu Kabushi của Nhật này các bác nhìn này. Đấy, các bác mua hàng là để ý này. Hàng chính hãng này, đấy. Cái này tôn dày, tôn mỏng đều cắt được hết nha các bác nhá. Đấy, dùng rất là chất luôn. Đây các bác dùng thì các bác tháo ra. Tháo cái tay cầm này ra và cắt đây. Còn khi không dùng nữa thì các bác khóa vào như này thì để cho đảm bảo vệ cái lưỡi này nó được bền này, tránh va đập nó gây sứt mẻ này. Đấy. Giá công khai là em bán 240.000 một cái nhá. Kéo cắt tôn nhá, 240.000 một cái. Đấy. Các bác mua sản phẩm nào có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm nào thì các bác chụp màn hình gửi hình ảnh cho em qua Zalo số này nhá, hoặc gọi điện trực tiếp cho em sẽ được tư vấn trực tiếp cho các bác nhá. Đó, đây, kéo cắt tôn 240.000. Tiếp theo là cái dòng bẫy chuột thông minh nha các bác nhá. Đây. Bẫy chuột thông minh. Bẫy chuột thông minh nhà em thì em bán là 20.000 một cái. Đây. Cái này là nhựa ABS này, nhựa tinh này đây. Khi các bác mua về thì các bác để mồi vào đây cho em. Đấy, để mồi vào đây. Đấy. Đấy. Và chuột vào thì là bập vào nhá. Cái này nó dùng nó rất an toàn. Nó không như những cái dòng lưỡi sắt khác nó sẽ gây bập vào tay đây, mình chỉ bấm như này thôi. Đấy, và các bác sẽ cho là các bác sẽ cho mồi vào đây. Đây, mồi, ví dụ các bác để mồi vào đây này. Đấy, bập rất là mạnh luôn. Loại chuột to, chuột bé được hết. Cái này em bán nhiều cho các trang trại, cái thứ người ta sử dụng cái này. 20.000 một cái nha bác nhá. Đấy, rất là an toàn và hiệu quả luôn. Bẫy chuột thông minh, 20.000 một cái đây. Và khi mà chuột chỉ cần mớm vào cái là đấy, nó bập luôn, nó rất là nhạy luôn. Đấy, nên là các bác có nhu cầu quan tâm thì mua đây là bẫy chuột thông minh 20.000 nhá. Và tiếp theo là hôm nay em vừa về được một cái lô át tomat. Đây các bác quan sát. Vừa được một cái lô, mua được cái lô át. Át này là át của Hàn Quốc nhá, hàng Hyundai Hàn Quốc nha các bác nhá, đập hộp hàng mới tinh. Hàng này là em mua thanh lý xả kho, tức là bên nước ngoài người ta cứ sản xuất sản phẩm ra, ví dụ trong vòng 6 tháng đến 1 năm mà không bán được là người ta bán thanh lý nha các bác nhá. Hàng át Hàn của Hyundai của Hàn Quốc nha các bác nhá. Dòng này thì em có dòng 30A và 40A. Đấy.
hàng mới tinh luôn, đập hộp luôn đây. Ốc ác đầy đủ, hàng hàng mới nhá. Cái này thì em bán là 250.000 một cái nha các bác nhá. Hàng này là hàng 3 lút chống giật, chống chập, chống quá tải. Đây các bác này, hàng này các bác mới, các bác yên tâm sử dụng luôn. Dùng cái này thì mình sẽ dùng là, và cái này là hai cầu chuẩn của Việt Nam luôn. Đấy các bác dùng hai cầu chuẩn Việt Nam luôn nhá, dùng điện 220. Đấy, áp là 40A, 30A, dòng dò 30mA. Đấy, mức độ an toàn cho phép, không gây thiệt hại đến con người, tính mạng con người nhá. Đấy, hàng đây. Các bác dùng cái này là rất là an tâm luôn, chống chập, chống giật, chống quá tải. Đấy, các bác đừng lên tiếc một vài trăm nghìn, nhưng mà đừng đùa với điện, điện nó rất là nguy hiểm luôn. Đấy, hôm nay em về thì cũng có ít thôi, được có vài trăm con thôi, nhưng khách xỉ lấy gần hết rồi. Đấy, đây là Atomat nhá, hàng hàng Hàn Quốc, Hyundai, hàng mới tinh 100% nhá các bác nhá, đập hộp nhá. Đấy, made in Corolla này. Đấy, made in Korea nhá, các bác quan sát này, hàng mới tinh luôn. Đấy, quan sát chưa? Đấy, đấy, hàng đập hộp mới tinh. Anh chị em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em Giang qua số điện thoại trên màn hình nhá. Đấy, là em vừa về được cái lô át hàng này. Tiếp theo nhá, tiếp theo em sẽ giới thiệu cho các bác cái dòng sản phẩm bộ dao Seki, hàng Seki của Nhật nhá các bác nhá. Đầu tiên là con bộ dao này đây, đây. Đầu tiên là con dao chặt nhá các bác nhá. Con dao chặt Seki này. Đây các bác nhìn này, cái độ chất này, tất cả là thép 304 này, chống rỉ này. Đây, hàng là Seki Japan nhá, made in Japan nhá các bác nhá, hàng chuẩn luôn, khắc chìm luôn nhá. Đây, cán liền này, cán liền thân này, đó. Đây, thân này, thân bọc bọc gỗ này, bọc nhựa này. Đây là nhựa cao cấp nhá. Đấy, nên là nó rất là rửa, nó rất nhanh sạch và nhanh khô luôn. Con này của em là 9 lạng một con nha các bác nhá. Chặt gà, chặt xương, xương bò, xương trâu, xương lợn thoải mái luôn. Các bác không phải lo với cái vấn đề. Đấy, rất là đầm tay nhá, rất là chặt, rất là sướng nhá. Đó, con này 270.000 một con nha các bác nhá. Đấy, dao chặt Seki nhá. Đấy các bác bảo cho một con dao chặt Seki là em biết là con đấy là 270.000. Đấy. Tiếp theo đến là cái con dao thái của Seki, nó đồng bộ luôn. Đấy, con thái Seki này. Con dao thái Seki này nó là 150.000 một con nhá các bác nhá. 150.000 một con dao này. Con này con thái. Thái rồi gọt được hết, nhưng mà chủ yếu là dùng để thái này. Dao thì rất là sắc luôn. Đây, các bác em test cho các bác thử, các bác xem nhá. Này. Đây, đây. Các bác quan sát nhá. Đây các bác quan sát này. Đấy, cái giấy này nó hơi nhầu. Đấy các bác thấy nó ngọt không? Đấy, giấy mỏng như này mà còn thái được như này thì các bác biết là nó ngọt như nào. Đấy, con này là hàng 150.000 một con nhá. Đó. Đấy, các bác quan sát này, con này là 150.000 một con. Tiếp theo là con dao này, là con dao gọt hoa quả này. Con dao gọt hoa quả này là 90.000 một con, cũng của Seki Japan nhá. Đấy, cùng đồng bộ với nó. Đấy, em bán theo bộ hoặc bán lẻ, các bác thích nhu cầu thích mua con nào thì em bán con đấy. Đấy, các bác thích mua con nào thì em sẽ bán con đấy cho các bác. Đấy, anh chị em nào có nhu cầu thì hãy kết bạn Zalo với em qua số điện thoại trên màn hình, hoặc gọi điện trực tiếp sẽ được tư vấn trực tiếp nhé. Em bán hàng thì tất cả các sản phẩm hàng nhà em các bác mua từ sản phẩm, từ hai sản phẩm trở lên có giá trị hóa đơn khoảng trên 300.000 thì sẽ được miễn ship nhé. Đấy, ưu tiên các bác nhé. Rồi, tiếp theo là em sẽ giới thiệu cho các bác là đây, con túi này, túi đeo ngang của Daikin. Đấy, 180.000 một con nhá. Cái này sẽ bán cho các anh em điện nước các thứ đấy, mình cho đồ các thứ này, đồ nghề cho vào đây, hoặc là mũi khoan, mũi vít cho vào đây và đeo vào đây. Rất là tiện lợi luôn, hàng của Nhật nhá các bác nhá. Đấy, hàng của Nhật nên các bác dùng rất là yên tâm. Đây, túi đeo ngang 180.000 một cái của Daikin nhá. Đấy, sử dụng cho các anh em công trình điện nước đấy. Và tiếp theo sẽ là cái túi đựng đồ này. Túi đựng đồ của Daikin này, các bác quan sát này. Đây là dòng túi lớn này. Túi lớn này. Đây các bác quan sát này, dài 60, ngang 20. Đây. Đây, 60, 20, 30. Đấy, theo là chiều cao này. Đấy, chiều cao là 20 và độ rộng là 30 nhá các bác nhá. Cái này thì sử dụng cho các anh em điện nước công trình, hoặc các bác nhà có nhiều đồ nghề chế cháo thì mình cho vào đây. Rất là tiện lợi luôn. Đây các bác quan sát, túi rất là rộng luôn nhá. Đây, các bác để ý này, các ngăn luôn để đồ to, đồ bé thì mình cho vào đây, đồ to cho vào đây. Đây. Và các bác quan sát này, cái đế túi của em này. Đây nhá.
Đấy, em may tất cả là dùng hàng rào dù này, cao cấp này. Đấy, rất là dày dẫn này. Đấy, nó bị bảo vệ. Ví dụ mình cho nhiều đồ nó nặng thì cái đế này nó được đai dù như này nên nó rất là bền. Một số có một số bên họ bán cũng túi này nhưng mà những cái đai dù nên rất là thưa này. Thì nó rất là nhanh bị rách túi này, nhưng hàng nhà em thì các bác yên tâm. Đây là túi lớn là 290 nghìn nhá. Và dòng túi chung, túi chung là 270 nghìn. Thì cái túi này anh em nào ít đồ nghề thì mình sử dụng cái túi chung này. Đấy, dài 50, cao 20 và ngang 30 nhá. Đấy, anh em nào, đấy, anh em nào có nhu cầu sử dụng các loại túi đựng đồ của Daikin Hân thì liên hệ với em cũng nhá. Tiếp theo là em có cái dòng áp chống chập. Đây, chống chập nhá. Hàng này là hàng nội địa của Nhật nhá các bác nhá. Hàng mới tinh này, các bác nhìn này, tem mác này. Đấy. Hàng này mang tiếng hàng bãi nhưng nó còn mới đến 90% luôn. 90 đến 99% nhá. Ốc ác vẫn còn sáng choang luôn. Đây các bác quan sát này. Đấy. Đây là con chống chập nhá. Em có đầy đủ các A, 30A, 40A, 50A, 60A tùy theo nhu cầu sử dụng của các bác. Đấy, còn đây là dòng này, dòng 60A này, các bác xem này. Mới 99% luôn. Ốc ác sáng choang luôn. Hàng bãi nhưng mà là hàng tháo tủ nha các bác nhá, hàng tháo tủ đấy. Bên Nhật người ta sử dụng ví dụ chỉ có thời gian thôi. 1 năm hoặc 6 tháng là hết thời gian quy định, hết khấu hao là người ta tháo ra người ta bán thanh lý nhá. Đấy các bác nhìn xem, mới tinh luôn. Ốc ác mới chuẩn luôn. Đấy. Con này chống chập, chống quá tải này. Đấy, gia đình nhà mình điện đóm nó không ấy thì mình lắp lên con chống chập này, nó rất là chập cháy nên rất là nguy hiểm nên các bác sẽ sử dụng con này cho em. Đấy là con áp chống chập. Và tiếp theo đó là em có cái dòng dòng nguồn nhá bác nhá, đổi nguồn. Đây, đổi nguồn điện này. Đấy. Đổi nguồn này, đổi nguồn từ 220 đến sang 110 này các bác nhá. Đấy. Đấy, mình sử dụng của các thiết bị của Nhật có thứ đấy thì điện 110 thì mình sử dụng cái này. Đây, đổi nguồn điện nhá. Đấy. Con này em bán là 120 nghìn một con nha các bác nhá. 120 nghìn một con. Đấy, công suất thì là 3000W nha các bác nhá. Sử dụng cho các máy cắt, máy xay, máy mài các thứ đấy. Đấy, máy khoan. Đấy. Giảm tốc cho máy. Đấy, cái này là của cục chuyển đổi nguồn nhá. Các bác cứ nói là cục chuyển đổi là em tự biết luôn. Cái này là 120 nghìn một cái nhá. Đấy. Tiếp theo vào là cái tiếp là cái con cái hút, hút dung dịch này, hút rượu, hút bia, hút các kiểu đấy, nói chung là chất lỏng. Ví dụ nhà bán rượu các thứ ấy, thì mình sử dụng cái này nhá. Mình hoặc là các bác sang chiết chất lỏng thì dùng cái này rất là tiện lợi luôn. Đấy các bác cắm đầu vào, đầu vào. Đây cắm vào nhá. Và đầu ra các bác mà cái này rất dùng rất nhẹ nha, các bác chỉ cần bóp này. Bóp một vài hơi là tự nó đẩy nước ra, không phải bóp nhiều nhá mà rất là tiện, không phải lo đổ hay là phễu phiếc nó đổ ra ngoài. Đấy. Cái này em bán 70.000 một cái nhá. Đấy. 70.000 một cái, các bác chỉ bảo là cho cái ống hút dung dịch 70.000 một cái là em tự biết là cái gì nhá. Đấy, hoặc các bác chụp hình, chụp ảnh. Chụp hình ảnh gửi qua Zalo cho em. Đấy, các bác nào cẩn thận chụp ảnh qua Zalo cho em. Đấy, em tự biết nhá. Tiếp theo là đến cái dòng tai nghe. Tai nghe. Đấy. Dạ vâng, em xin lỗi các bác, đây là cái dòng sạc pin tích điện nhá. Đấy. Cái hàng này là hàng của Việt Nam mình nhá các bác nhá. Đấy, hàng Việt Nam nhá các bác nhá. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng này là hàng Việt Nam sản xuất nhưng mà xuất đi. Đấy, thì nó có hai màu trắng và đen. Đây các bác quan sát này. Đấy. Đấy, cái dòng này là sạc pin tích điện. Đấy các bác cắm sạc pin này, những anh em mà đi làm xa hay sử dụng điện thoại nhiều. Đấy, nhanh hết pin thì mình sử dụng cái cục sạc này cho em. Đây, cái sạc pin tích điện này, đấy, hàng Việt Nam nhá. Có là giá là 180.000 một cái nhá bác nhá. Có màu trắng đen. Bác nào lấy cái nào thì báo em là bảo cho anh cái trắng hay cho anh cái đen. Đấy. 180.000. Tiếp theo là cái hàng thước laser, thước thủy laser này. Đấy, để cho các anh chị em đo cân bằng này, anh em úp lát hoặc chế cháo này. Đấy, có độ senti này, có tia laser này, đây. Và có bộ 3 pin đi kèm này, để cho các bác thay thế này. Đấy, công tắc này, công tắc bật tắt này. Đây là thước thủy laser nhá. Đấy, các bác quan sát này. Đấy. Cái này em bán là 150.000 một cái nha các bác nhá. 150.000 một cái thước thủy laser. Đấy, anh nào chị, anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ với em qua số điện thoại.
qua số điện thoại trên màn hình hoặc số điện thoại 0941 063 288 kết bạn Zalo gửi hình ảnh nhá. Dạ vâng, đấy. Tiếp theo là em sẽ đi giới thiệu cho các bác cái dòng sản phẩm đây. Cái bộ vít lục giác này, hàng này thật với các bác là em mua hàng tồn kho của Nhật nên là nó không có vỏ nó rách nát hết rồi. Đây. Đây các bác quan sát này. Đấy, tất cả bộ lục giác này. Bộ to thì 3 cái này. 3 cái này, bé thì là 5 cái này. Giá là 160.000 một bộ nhá, 160.000 bộ lục giác nhá. Đấy. Đầu bi này, đấy, lục giác đầu bi. Đấy, các anh chị em nào có chế cháo hay sửa chữa máy móc hay thiết bị gia đình thì mình bảo cho anh bộ lục giác này. 160.000 cái bộ lục giác này. Tiếp theo là em có cái liếp mài dao kim cương nhá. Đấy, liếp mài dao này, cái này là kim cương giá 200.000 một cái. Đấy, cái này thì sẽ phục vụ cho các bác là thứ nhất là mình sử dụng gia đình cũng được này, hoặc là các bác chợ búa chuyên bán thịt lợn, thịt bò, thịt trâu thì dao mình chỉ cần gại qua cái liếp này nó đã sắc bén rồi nhá. Hàng liếp mài dao kim cương này, tráng kim cương này. Kim cương này kim cương công nghiệp, kim cương nhân tạo nha các bác nhá, không có bao bảo lưỡi mài kim cương gì mà có 200.000. Đây là liếp mài dao kim cương, các bác chỉ cần nói thế là em đã biết rồi, liếp mài dao kim cương. Hoặc em có dòng cái liếp mài dao. Đây. Liếp mài dao em có cả thêm hai dòng này. Đấy là các bác lấy mẫu nào đây các bác nhá, các bác nhìn này, quan sát này. Made in Japan nhá, Made in Japan, hàng của Nhật luôn. Made in Japan nha các bác nhá. Đấy. Em thì em bán là 290.000 một cái. Hai cái này bằng giá nhau. Các bác thích lấy dòng tròn thì lấy, mà lấy dòng dẹt thì lấy. Thì các bác báo em là cho anh cái liếp mài dao 290.000 dẹt hay tròn. Đấy, tùy theo nhu cầu đều bằng giá nhau. Cái này thì các bác mà chợ búa thịt lợn thịt gà đấy thì sử dụng cái này rất là ngon luôn, ok luôn nhá. Đấy. Đấy. Và tiếp theo này. Tiếp theo là đến cái vít đóng này các bác nhá. Vít đóng này. Đây. Em có vít đóng này. Vít đóng này là 60.000 một cái nhá. Hàng của Kabushi của Nhật nha các bác nhá. Kabushi của Nhật luôn. 60.000 một cái. Các bác lấy cả bộ là 120.000 thì các bác bảo cho anh cái một cái mũi đóng dẹt và một cái mũi đóng ba khe mũi này. Đấy, hoặc lấy cả bộ này. Đây là 120.000 một bộ nha các bác nhá. 60.000 một chiếc. Anh chị em nào thích lấy cái nào thì báo em. Tiếp theo là em có cái bộ 37 chi tiết. Đây. Bộ 37 chi tiết nhá. Bộ 37 chi tiết này là 390.000 một bộ. Đấy, các anh em chế cháo sử dụng chữa sửa chữa máy móc này. Đây, tất cả là 37 chi tiết nhá. Đây các bác quan sát này. Hàng của có nhiều, rất là nhiều loại hàng, những cái hàng này này của Đức này. Hàng này của Đức nhá. Đây các bác xem này. Made in Germany. Đấy, Made in Germany nhá. Đây. Cái đầu này này của em này là có thể chuyển đổi được các bác nhá. Đây, vặn ngang vặn ngửa. Có nhiều cái là nó chỉ thẳng như này thôi, không thể vặn được. Đây nhưng của em này vặn này. Đấy, chuyển đổi này, chuyển đầu này. Đấy, các bác quan sát nhá. Đây, chuyển đổi đầu. Đấy, bộ này là bộ 37 chi tiết nhá các bác nhá. Bộ 37 chi tiết luôn. Các bác tha hồ sử dụng chế cháo rồi sửa chữa máy móc, các anh em sửa chữa máy móc hoặc sử dụng điện trong gia đình này. Cái này chả cần phải sửa chữa đâu. Mình sử dụng các thiết bị trong gia đình nhiều khi nó hỏng hóc này. Mũi vít, mũi khoan này, đầy đủ các mẫu này. Đấy, đầy đủ các mũi này, đấy. Rất là tiện rộng luôn. Cái này là em bán là 390.000 một bộ nhá, 390.000 một bộ. Các bác bảo là bán cho anh bộ Militun hoặc là V37 là 390.000 một bộ. Đấy. Tiếp theo là em có cái bộ vít này, vít 24 chi tiết. Em bán cái bộ này 160.000 một bộ nhá. Công khai giá là 160.000 một bộ. Đây. 24 chi tiết này. Đấy. Một tô vít này và 24 chi tiết này. Đấy. 24 mũi vít. Đấy, các bác có sử dụng cái mũi vít nào thì mình ở đây là nó đầy đủ luôn. Đấy. Là 160.000. Tiếp theo là em có một cái bộ tiếp là bộ 48 chi tiết. Đây, 200.000 nhá. Đấy, các bác sử dụng nhiều thì sử dụng sang cái bộ 48 chi tiết này. Đây. 48 chi tiết đây các bác quan sát nha. Đây. Mặt bên này 12 này. À đây, đây. Mặt bên là 24 này, mỗi bên là 24 này, 48 chi tiết. Tha hồ sử dụng chế cháo rồi sửa chữa, rất là tiện dụng tiện lợi luôn. Đấy, chỉ gói gọn trong một cái bộ này chứ nhiều khi mà những cái tô vít cái thứ mình nếu như này phải 48 cái tô vít, nhưng mà đây chỉ cái bộ 48 này có 200.000. Các bác sử dụng rất là thoải mái, ok luôn. Hàng tất cả là hàng Kabushi của Nhật nha các bác nhé.
Tiếp theo là em có cái bộ bộ vít đóng này 10 chi tiết này. Đây các bác. Đây nha các bác, xoáy này. Đẩy ra này. Đây. Xoáy này. Đẩy ra này. Đây open này. Đẩy ra nhá. Đây là mở vào này. Đây nhá. Đây, vít đóng 10 chi tiết này. Đấy, đầu mũi vít này, trên là đầu vít này, dưới là 10 chi tiết này. Đấy, bác nào thích sử dụng mũi nào thì các bác rút ra này. Nắp vào. Đây. Đấy, các bác nắp vào đây là xong nhá. Đấy. Đây. Đấy. Bộ vít đóng 10 chi tiết. Các bác cứ nói là bộ vít đóng 10 chi tiết là em biết nhá. Cái này là 200.000 một cái nha các bác nhá. Đấy. Đây dùng xong thì các bác nắp vào đây. Và đẩy xuống cho em. Kéo ra và đẩy vào, rất là an toàn tuyệt đối luôn. Rất là tiện lợi luôn. Đấy, đây là bộ vít đóng 10 chi tiết nhá. Đấy. Và tiếp theo là em giới thiệu cho các bác là đây. Cái dòng tiếp theo là cái dòng hít kính, hít gạch này, hít kính rồi hít gạch men này. Dòng này là dọc. Đây, xin lỗi các bác nhá. Đây. Tất cả là da của Kabushi của Nhật nha các bác nhá. Đây. Trên là tay cầm là thép nhá. Thép cao cấp này, sơn tĩnh điện này. Đấy, dưới là đế cao su, là độ hít thì rất là cao. Đây, cái này là hai chấu này, hít khoảng từ 60 cân đến 1 tạ nha các bác nhá. Đấy, cái này hít các bác sử dụng này. Đây. Cái này thì các bác dùng hít gạch, hít kính này, ví dụ như là mình ốp lát những cái dòng gạch to 80 1 mét ấy, bê lên bê xuống nó rất là mệt, nhưng cái này mình hít này. Đấy. Đấy, dùng anh em công trình này, hoặc là các bác dùng ít thì các bác sử dụng cho em là cái con hít một chấu này. Hít một chấu này, 140.000 một con nhá. Tất cả dòng Kabushi của Nhật nha các bác nhá. Đấy. Và tiếp là con ba chấu này. Ba chấu là 280.000 một con. Đây, tất cả tay cầm các thứ là thép cao cấp nha, sơn tĩnh điện chống rỉ nha, nên dùng rất là an toàn và bền bỉ luôn. Đấy, các bác sử dụng con này cho em. Rồi, đấy. Đấy nha. 260.000 một con này nha các bác nhá. Giá công khai này. Tiếp theo là em có cái dòng bình giữ nhiệt này, bình giữ nhiệt này của Nhật này các bác nhá. Đây, có quan sát này. Hàng của Nhật luôn nhá, made in Japan Nhật luôn nhá. Đây. Thì em có nhiều màu. Nhưng mà em bốc màu theo là các bác thích chọn màu hoặc là em bốc màu tự nhiên thôi. Đây. Cái dòng này nó là đây các bác quan sát này. Đây nhá. Made in Japan này. Dòng này nó là dung tích của nó là 260 ml nha các bác nhá. 260 ml. Đấy. Tất cả bên trong là hàng nhôm cao cấp này, giữ nhiệt này. Các bác có thể cho đá vào đây này. Đá vào đây để giữ nhiệt này. Giữ đá, nếu mà các bác cho từ sáng đến trưa, đá nó sẽ không tan. Hoặc là các bác cháo này, cháo cho con này, sữa cho con này, các bác cho vào đây từ sáng đến trưa vẫn thoải mái luôn, vẫn còn nóng hổi luôn. Cái này các bác có thể nấu được cháo này. Đấy, gạo các bác đổ vào đây, đổ và đổ nước sôi vào đâu đây thì sau một tiếng nó sẽ thành cháo thơm ngon dẻo nhá. Đấy, bình giữ nhiệt của Nhật nhá. Đấy, cái này thì sử dụng tiện cho các bác, ví dụ uống nhá. Trà này là một này, hoặc là cháo cho con, là sữa cho con này, đi học rất là tiện lợi nhá. Đấy, cái này là 130.000 một cái nhá, 130.000 một cái. Và tiếp theo em có cái bình giữ nhiệt này, tất cả là hàng ni lốc này, chả, vỏ thân bằng đều bằng ni lốc 304 này. Đấy, hàng này thì em mua là hàng thanh lý của siêu thị bên Nhật đấy, nên là hàng nó chỉ có như này thôi. Dung tích là của nó là 500 ml. Đấy, nửa, tức là nửa lít, và rất là tiện này. Đấy, các bác pha trà, pha nước và đi làm mùa đông này nó rất là tiện này. Đấy, các anh em, anh chị em cơ văn phòng này. Đấy, mùa này nó rất là lạnh, mình uống trà hoặc là uống nước nóng thì mình cho vào đây, đến khi đến công ty hay là đến cơ quan thì mình pha cùng nước lạnh hoặc uống trà này. Rất là nóng luôn. Đấy, uống trực tiếp được luôn, nó có sẽ có nút bấm này. Bấm để mở này. Đấy, mở này. Hoặc nếu khóa vào này. Đấy, các bác khóa vào nhá. Đấy, đây là bình giữ nhiệt này. Đấy, các bác mua thì các bác bảo cho anh một cái bình giữ nhiệt 250.000 hoặc bình giữ nhiệt 130.000 là em tự biết nhá. Đấy. Rồi là dòng, các dòng thước của Kabushi này, của Nhật này các bác này. Thước chống mờ, thước chống nhám này, đây, thước nhám này. Chống mờ này, số rất đậm rõ nét này, và nhám này, tức là nó khắc chìm này, không no mờ số này. Đấy, và chất liệu thì rất là bền, nó không như những cái dòng thước kia đâu nha các bác nhá. Đấy các bác nhìn này. 5 m, 10 m,
7,5 m đầy đủ tùy tùy theo nhu cầu sử dụng của các bác nhé. Đấy. Đấy. Và tiếp theo là em có cái dòng sản phẩm là cái dòng bơm này. Bơm Kabushi của Nhật này. Em có dòng 1 ti và dòng 2 ti. Đây các bác quan sát là 1 ti và 2 ti. Đây. Tất cả đều có đồng hồ báo nhá. Đây, đồng hồ báo này, đây. Cái này các bác bơm xe máy xe đạp thoải mái luôn. Đấy. Đây, cái này dòng 1 ti này, đấy. Và có 5 ống bơm này, 5 ống bơm này bơm xe máy, xe đạp, bơm bóng các thứ được hết. Tiếp theo là dòng 2 ti. Đấy, các bác mà bơm mô tô, ô tô, xe hơi thì các bác sử dụng con 2 ti này cho em. Nó rất là khỏe, nó sẽ khỏe hơn, bơm nhanh hơn, có đồng hồ đo báo to hơn này. Đấy. Con 2 ti này thì em bán là 350.000 một con. Và cái con 1 ti này là em bán là 280.000 một con nhá. Đấy, các bác mua thì bảo là cho anh một cái bơm 1 ti hoặc một cái bơm 2 ti là em tự biết. Đấy. Đấy. Tiếp theo là em sẽ có cái bộ sản phẩm đó là thiết bị thông minh này. Đấy, bộ điều khiển thông minh. Đấy. Đây là dòng đấu nối này. Em có hai mẫu. Mẫu này là mẫu đấu nối. Đấu nối tức là các bác sử dụng cái thiết bị nào thì các bác đấu nối vào đây. Đấu các vào thiết bị vào đây và các có điều khiển này. Cái này thì nó sẽ là có cái độ xa là 1.000 m, tức là 1 km. Cái này thì các bác sử dụng cho em bán sử là các bác trang trại này, ao tôm ao hồ là sử dụng nhiều nhất vì những cái thứ nhất là máy bơm này, thứ hai là những cái mà tạo sóng đấy, tạo sóng cho hồ đấy. Thì cái này các bác chỉ ví dụ đang ở trong nhà bận này, hoặc là đang ở trên tầng này, đang bận hoặc là đang ăn cơm này mà cần bật máy bơm hay là tưới cây hay là đại loại là cái gì liên quan đến điện thì các bác điều khiển cái này cho em. Đấy, các bác bật công tắc lên là xong. Đây nó có công tắc này này. Đây nó có công tắc nhé. Đây. Đây công tắc này. Đấy, công tắc bật điều khiển này đây. On up này, up on này. Đấy, điều khiển 1.000 xa 1.000 m, tức là 1 km. Rất là tiện lợi luôn. Đây là hàng đấu nối là em bán là 230.000 một cái nhá. Đấy, hàng đấu nối các bác bảo cho một bộ điều khiển thông minh đấu nối hoặc là các bác sử dụng sang cái cắm trực tiếp. Đây. Cắm trực tiếp đây. Cái cắm trực tiếp này là em bán 295.000 một cái nha các bác nhá. Đây. Đây. Thương hiệu Hanlet nhá. Đây. Ví dụ là bác hôm nay bác cái này thì đấu trực tiếp thì rất là tiện. Ví dụ bác sử dụng cho cái máy bơm thì bác cắm cái ổ máy bơm vào đây là xong, và cắm cái này vào nguồn điện nhà mình là xong và bật công tắc. Cái này điều khiển 1.000 m, cũng 1.000 m luôn nhé, tức là 1 km. Đấy, hoặc là ví dụ những nhà bác nào mà cao tầng 3-4 tầng mà cần cái tắt cái điện ở dưới sân hay ngoài cổng đấy, tối muộn mình ngại xuống thì mình cắm cái này vào bật công tắc trên tầng, vẫn trên giường, nằm trên giường đắp chăn nhưng mà vẫn tắt được điện, rất là tiện lợi luôn. Cái này là 290.000 một cái, 295.000 một cái nha các bác nha. Đấy. Đây hai con 75, đây con này của Mitsu này. Và tiếp theo em có cái dòng đây là cái dòng mũi khoan đa năng nha các bác nhá. Khuyên khoan đá, khoan bê tông, khoan nói chung là đa năng, gỗ, đá, xi măng, tất cả các chất liệu đều có hết nha các bác nhá. Em có là mũi 6, mũi 8, mũi 10, mũi 12, tức là 4 mũi. 6, 8, 10, 12 mũi khoan đa năng, các bác bảo cho mũi khoan đa năng nhá. Cái này là em bán 40.000 một cái nhé các bác nhé. Mũi khoan của Nhật nhé. Mũi khoan đa năng của Nhật. Đấy, tùy từng kích thước 6, 8, 10, 12. Đấy, anh chị em nào cần cái mũi nào thì báo em. Đấy, em bán là 40.000 một mũi nhé. Tiếp theo là em có mũi bắn tôn này các bác ơi. Em mũi bắn tôn này, 100.000 một vỉ này. Đấy, các bác quan sát nhé. Đấy, mũi bắn tôn này nhưng mà em đầy đủ các kích thước nhá. Chứ có mua các bác để ý này, có nhiều hạ shop là bán này, cái mũi bắn tôn này nó chỉ có một mũi thôi, một kích thước thôi, làm nó rất là khó. Nhưng mà đây nhà em thì đầy đủ mũi luôn, từ bé đến to, tổng 5 mũi nhá các bác nhá. Đây các bác ở cho một cái vỉ mũi bắn tôn, 100.000 một vỉ luôn. Đấy, hàng của Kabushi của Nhật nha các bác nhá. Kabushi của Nhật luôn. Đây các bác quan sát này. Đấy, 100.000 một vỉ mũi bắn tôn. Các bác nghĩ là này, mũi bắn tôn nha. Mũi bắn tôn. Đấy. Và tiếp theo là em giới thiệu cho các bác cái dòng mũi khoan tháp nhá. Mũi khoan tháp này. Đấy, cái này khoan đá, khoan kính, khoan gạch được hết nhá. Các bác quan sát này. Đây các bác quan. Đây các bác quan sát này, mũi khoan tháp này. Đây. Đây là em có mũi này. Đây mũi khoan tháp này các bác ơi. Đây.
từ 4 đến 20 này. Đây là mũi khoan tháp nha các bác nhá. Đây các bác bảo cho anh cái mũi khoan tháp này. Đây. Mũi là mũi khoan tháp này. Từ 4 đến 20, cái này là 100 nghìn một mũi nhá. Từ 4 đến 20. Đấy, kích thước từ 4 đến 20 là 100 nhá. Đấy. Hoặc là 4 đến 32 này. Có cả 4 đến 32 này. Đấy, 4 32 là 170 nghìn. Đấy, tùy theo nhu cầu sử dụng của các bác nhá. Tất cả mũi là bằng đồng nhá. Đấy. Mũi của bằng đồng nha các bác nhá. Đấy, hàng của Nhật luôn. Đấy. Mũi bằng đồng này. Đấy, các bác quan sát này. Đấy. Đấy. Tiếp theo là đây em có cả dòng áp, áp thì em đầy đủ luôn, có cả dòng đảo chiều nha các bác nhá. Cái này gia đình nào mà sử dụng hai công tơ thì mình sử dụng con đảo chiều này. Đấy. Ví dụ là dùng công tơ thì một thì bật bên này, còn dùng công tơ hai thì bật bên này nhá. Đây, đảo chiều đây. Đấy, hàng này là hàng mới của Hàn Quốc nha các bác nhá. Đấy. Tiếp điểm nó tốt. Đấy. Tiếp theo là em có cái bộ vít này. Đây. 2 4 6 7 vít này 7 chi tiết nhưng mà nó nhiều mũi vít ấy. Thì em đặt nó là mũi vàng đỏ. Các bác bảo cho anh một bộ vàng đỏ. Vàng đỏ 160 nghìn là em tự biết nhá. Đấy cho bác là hết giá là 280 một con đấy, mũi vít này. Đấy, dài ngắn thờ, to bé đầy đủ luôn. Đấy. Đây, 170 nghìn nhá. 160 nghìn nhá. Các bác bảo cho anh bộ vít vàng đỏ này. Đấy. 2 4 6 7 nhá. Tất cả là 7 nhá. 7 chi tiết tất cả. Đấy là 160 nghìn. Và tiếp theo là em có dòng cái lưỡi cắt sắt, cắt đá, cắt nói chung là đầy đủ tất cả các chất liệu. Đây, lưỡi cắt inox. Đây. Cắt inox, sắt, cắt sắt inox nhá. Hàng lưỡi của Nhật nhá, lưỡi đỏ của Nhật nhá. Em bán cả hộp là 250 nghìn một hộp. Đấy, nhưng mà bán lẻ là 7.000 một lưỡi nhá. Đấy, bác nào có nhu cầu mua sử dụng ít thì mua ít, nhu cầu sử dụng nhiều thì mua nhiều. Lưỡi đỏ của Nhật nhá, lưỡi cắt đỏ của Nhật, cắt ni lốc, cắt sắt nhá. Đấy, các bác quan sát này. Đấy. Em đấy, tiếp theo nữa là em có cái dòng kìm cộng lực này, hàng của Kabushi nhá các bác nhá. Đấy, thương hiệu Kabushi của Nhật này. Con này là 130.000 cái nhá, kìm cộng lực. Đấy, các bác bảo cho anh một cái kìm cộng lực 130.000 một cái. Và tiếp theo nữa là em có cái dòng kìm chết này. Đấy, kìm chết này sử dụng cho anh em điện nước các thứ là 150.000 một cái nhá. Đây, hàng Kabushi của Nhật nhá, tất cả là Kabushi của Nhật nhá. Đó, các bác quan sát này, kìm chết của Nhật nhá. Rồi. Và tiếp theo nữa là em có cái đây, em sẽ giới thiệu cho các bác này. Đấy. Cái kéo cắt cành này, kéo cắt cành đúc của Nhật này, made in Japan nhá. Đây, kéo cắt cành đúc của Nhật này, các bác quan sát này. Đây, kéo cắt cành đúc của Nhật, made in Japan. Đúc nguyên khối luôn nha các bác nhá, hàng đúc nguyên khối. Đấy. Con này là 250.000, 230.000 một cái nhá. Kéo cắt cành đúc nguyên khối của Nhật luôn. Đấy, con dòng này các bác thứ nhất là các anh em cây cảnh này hoặc các anh em chuyên vườn này, các anh em vườn tược trang trại các thứ này thì mình sử dụng con này. Đấy, em bán thì rất nhiều nhưng anh em cà phê rồi tiêu hồ các thứ đấy người ta sử dụng để cắt tỉa này. Nguyên đúc nguyên khối nên nó rất là bền và rất là chắc chắn luôn, hàng của Nhật nhá. Đấy, các bác bảo cho anh một cái kéo cành đúc, cắt cành đúc nha. Đấy. Rồi tiếp theo nữa là em có cả dòng ấy, kéo tỉa này, kéo tỉa cành này, cắt cành này. Đấy, thì em có 3 mẫu tất cả. Đấy, em ký hiệu là ABC. Đấy, bác nào có nhu cầu về cái sản phẩm nào thì các bác cứ báo cho nó dễ này, bảo là cho anh kéo A, kéo B, kéo C. Đấy, để tránh trường hợp là nhầm lẫn. Đấy. Đây, ví dụ như là con này con tỉa này, tỉa cành này, con A này, A là 170.000 một con này. Tiếp theo đó là con B này. Con B là 160.000 này và con C là 150.000 nhá. Đấy. Nên là anh chị em nào mua kéo tỉa thì cứ bảo cho anh con A, con B, con C là em tự biết nhá. Đấy, và có giá thì em đã công khai rồi nên các bác yên tâm về giá cả, không lo bảo bán người đắt người rẻ nhá. Đấy. Đây. Tất cả là đúc hết nhá, đúc nguyên cành, đúc hết nhá, sắt đúc nhá. Đấy, hàng của Nhật nha các bác nhá. Đấy, hàng bãi Nhật nên là nhìn nó không đấy, nhưng mà rất là sắc, rất là chắc chắn luôn. Cái này sử dụng anh em cây cảnh các thứ nhá. Đấy. Và tiếp theo là em cái dòng muôi sứa cơm này các bác, muôi sứa cơm. Hàng Nhật luôn nhá, nội địa Nhật luôn, made in Japan của Nhật luôn. Cái này thì là làm bằng nhựa, là nhựa tinh, nhựa cao cấp này. Chống rỉ này, à quên, chống dính này. Đấy, sứa cơm không bao giờ bị dính này. Cái này là muôi sứa cơm 50.000 một cái nha các bác nhá, 50.000 một cái. Đấy. Và tiếp theo nữa này,
Đây, tiếp theo. Tiếp theo là em có cái ổ này. Ổ cắm này. Ổ cắm cao su lon này, hàng chống va đập chống vỡ này. Đấy. Đây. Đây nha các bác nha, đây là em có dòng phích cắm này. Đây, phích này. Phích này là tất cả là cao su non nhá, có đèn báo nhá các bác nhá. Chống va đập này. Đấy. Rất là bền này, chắc này. Cái này thì nó chịu tải công suất lớn này. Đấy, chống quá tải này. Đấy. Nhiều cái thiết bị lớn mà sử dụng những cái công tắc nó cái phích cắm nó kém chất lượng ấy thì nó sẽ gây chập cháy hoặc là sủn. Nhưng cái này thì công suất của nó là 3000W. Đấy. Phích cắm có đèn báo nhá. Các bác bảo cho anh cái phích cắm có đèn báo ấy, hoặc là phích cắm. Cái này em bán là 25.000 một cái nhá. Giá công khai 25.000 một cái. Đấy. Cùng với cái dòng ổ đúc cao su này thì em có cả dòng ổ nhá. Đây, ổ đúc này. Ổ đúc thì em có dòng 3 chân và dòng 5 chân, tất cả là nhựa cao su lon cao cấp, chống va đập. Các bác có thể lấy búa đập cũng không lo vỡ nhá. Cái này mình anh em chiến công trình thì rất là tiện lợi luôn. Đấy, ví dụ những cái bó dây điện nó to như thế mà các bác cứ ôm từ trên dưới thì nó rất là mệt. Nhưng mà những cái bó dây điện mình có ổ cắm này mình ném thoải mái từ tầng 15-20 không bao giờ lo vỡ nhá. Đây, đây là ổ 5 chân. Còn đây là ổ 3 chân. Ổ 3 chân này thì nó có đèn báo nhá các bác nhá. 3 chân này có đèn báo này. Đấy. Anh chị em nào có nhu cầu về cái ổ đúc cao su hay là phích cắm các thứ thì các bác cứ báo em. Đấy. Và tiếp theo là em có cả cái phích chuyển đổi này. Đấy, tất cả các thiết bị điện của Nhật, ví dụ như ổ điện của dây điện Nhật, ổ điện Nhật này là người ta toàn sử dụng chân dẹt. Thì em sẽ bán kèm gọi là cái này thì gọi là lấy giúp các bác thôi. Đấy, là từ dẹt sang tròn để cho các bác sử dụng cái những cái ổ cắm của Nhật này. Cái này thì là 20.000 một cái nhá, giá là 20.000 một cái. Đấy, các bác mua vài ba cái về nó rất là tiện. Đấy. Chuyển từ dẹt sang tròn nhá. Đấy là phích dẹt này, phích chuyển đổi này. Đấy. Tiếp theo là cái dòng em có cái dòng cưa của Nhật này. Cưa cành. Đấy, cưa cành. Kể các loại cưa, đây này, con này là con cưa các bác ở trên cưa 25 cm, con này là con cưa lách. Cưa lách cưa những cành này các bác này, nhỏ nhưng có vỏ nhá, rất là sắc này. Lưỡi cưa rất dày, rất là bén luôn. Đấy. Dài thì dài 21 cm nhá, tay cầm rất dễ cầm luôn này. Đấy, cưa cành các cái cành cây. Cầm nó nhỏ gọn nha, cầm nó rất là nhẹ tay. Các bác mà cưa lâu thì nó không bị nặng tay. Những cái cưa to ấy mà mình cưa ấy, cưa mà thời gian lâu thì rất là mỏi tay. Nhưng mà cái sửa lại rất là nhẹ nhàng nha. Rồi, đấy. Rồi em có cả cái dòng cưa này nữa. Cưa cành này. Đấy. Thì em có dòng 30cm và dòng 35cm. Đấy, cái dòng 35cm này là 450.000 một con nhá. Các bác nhìn quan sát cái cưa này. Đấy. Lưỡi thì hai lớp liền, hai lớp lưỡi liền, nó rất là chắc chắn và bền bỉ. Made in Japan nhá, hàng của Nhật nha các bác nhá. Đấy, các bác yên tâm. Đấy, anh chị em nào có sử dụng cưa kéo các thứ thì hãy chụp ảnh màn hình hoặc gọi điện cho em qua số điện thoại. Đây, còn dòng này là dòng 30cm. Đấy, tùy theo nhu cầu sử dụng của các bác thích dùng cái 35cm thì dùng, mà dùng cái 30cm thì dùng. Con 30cm này giá là 420.000 nhá. Đấy. Anh chị em nào có nhu cầu thì chụp ảnh kết bạn Zalo của em qua số điện thoại trên màn hình này, kết rồi là gửi hình ảnh hoặc gọi điện trực tiếp cho em nhé. Đấy, hoặc các bác mua hàng thì có nhu cầu chuyển khoản thì hãy gửi qua số tài khoản này của em nhé. Em Giang này, số tài khoản này. Đấy. Khi các bác chuyển khoản thì sẽ được miễn ship này và có quà tặng này. Đấy. Đấy, các bác nào có nhu cầu chuyển khoản thì đây, số tài khoản của em đây, còn số điện thoại của em đây. Đấy. Đấy, hàng thì em rất nhiều luôn. Rất nhiều các hàng luôn về phục vụ các bác. Đấy, nhiều hàng. Nhiều hàng để sử phục vụ các bác nhá. Và tiếp theo là em có cái dòng luôn. Đây nhá, em test thử giấy cho. Alo, em nghe anh ơi. Máy đổi nguồn điện đi chứ. Cái này là máy đổi nguồn này. Ampe kìm. Ampe kìm. Ampe kìm chắc đây. Phương ơi, mang vào cho anh Huấn này. Để anh ấy hướng dẫn sử dụng cái ampe kìm.
Đây có bác ngờ. Thôi, muộn người về đi. Đã xong đâu, dao đã khoảng cá đâu. Sửa đơn xong chưa? Hết cái pin rồi. Thôi thế thôi. Nhưng mà còn cái đoạn cuối dao đã ấy đâu. Đây 250. Dao với nốt đi kia đó. Nói với bé thôi. Cái đồng hồ này sai, nhiệt kế này sai, mình nhìn 11 giờ. Dạ vâng, anh ơi, khách không lấy cái đồng hồ đấy à? Rồi, thế thôi, cho về, cả cái đơn đấy về luôn à? Rồi, ok. Đồng hồ là mình nhìn tưởng 11 rưỡi rồi, mình nhanh thế. Em bảo là buồn rồi, vào xem mùi rồi bao nhiêu. Phương ơi, điện thoại này 0912 412 021. Đấy. Quay thì kệ. Đây rồi, em giới thiệu cho các bác là cái dòng em vừa sớm nó hiện lên không có dịch vụ. Cập nhật đi. Đấy, gửi qua. Em nó bảo ở phía đây đấy. Em nhập mã rồi xong tự dưng nó hiện lên chữ không có dịch vụ. Thì không biết là đã sửa rồi chưa. Chắc chưa rồi. Để từ tí hết rồi. Mẹ. Ô, mỏi mồm. Yêu cầu liên hệ em đừng tắt ở đây à? Vẫn còn ở đây.